Ủa Mẫn, sao bữa nay em đi học sớm vậy? Ủa cô đang nói chuyện với em mà. Mẫn, Mẫn. Học sinh nghiêm. Ừ, các em ngồi xuống. Ủa Minh, Mẫn đâu rồi em? Dạ chắc là nó trốn học rồi cô. Không có đâu cô. Bạn thân của em á, em rành lắm. Bạn thân em á là chỉ rủ được người ta thôi, chứ không ai rủ được bạn thân em hết đó. Mà bạn thân em á không có trốn học đâu. Bạn thân em ấy bị bệnh đó cô. Ờ thôi đi ông ơi, hồi nãy tôi thấy Mẫn khỏe như một con bò. Kể từ lúc gặp bạn á không còn sức bò nữa đó. Bạn thân tôi bị bệnh thiệt. Ông đó, tôi không tin. Ông không biết gì hết. Thôi đi, đừng có cãi nhau nữa. Thôi mà, tụi em chuẩn bị bài vở vào tiết đi. Nếu mà Mẫn bị bệnh như vậy thôi thì để cô xin giấy phép nghỉ cho Mẫn. À, tụi em nhớ qua thăm Mẫn nha. Dạ. Dạ. Minh nữa. Dạ. Nhớ hỏi thăm Mẫn nha. Em ở trong nhà mà cô. Học sinh nghiêm. Các em ngồi xuống. Cô ơi, thầy Quyền kiếm cô ạ. À, cô cảm ơn em. Em đang đứng trước cửa nhà nè, anh tới chưa? Vậy đi cẩn thận nha, bye bye anh. Cô. Ủa Mẫn, sao em lại ở đây? Cô đừng nhận lời cầu hôn của chú em. Hả? Cầu hôn gì, em nói gì cô không hiểu? Em nói là cô đừng có nhận lời cầu hôn của chú em. Em không có đồng ý. Chú em, nhưng mà cô chưa có nghe chú em nói gì mà. Là sao? Em không cần biết. Em không muốn cô nhận lời cầu hôn của chú em. Bởi vì em thích Mẫn. Không bao giờ được có suy nghĩ đó nữa. Em là một học sinh rất là đặc biệt. Và cô luôn muốn là cô và em luôn giữ mối quan hệ như từ trước tới giờ. Em hiểu ý của cô không Mẫn? Em không nghĩ là em làm được. Duyên. Ủa? Mẫn? Anh Mẫn? Cái thằng này không có nhà học bậy đâu vậy? Nè, đừng đánh nhau nghe chưa? Mẫn. Anh Phúc. Ủa? Có chuyện gì vậy em? Đâu có chuyện gì đâu. Ờ, cô Hiền. Ờ, cái chuyện mà làm văn nghệ sơ bộ sắp tới đó là tôi giao cho cô với cô Thi là lên kế hoạch sơ bộ nha. Không được. Sao không được? Thầy cô ai cũng tham gia. Hay là cô muốn là đổi cái chuyện khác cho cô làm? Vậy cũng không được. Cô nói gì sao không được? Không lấy giờ cô ở không nha. Được rồi, quyết định vậy đi. Ủa, em chào thầy. Định vậy đi. Thằng sao? Cho cô ở không? Quyết định vậy đi. Ủa tôi là phó hiệu trưởng hay là bả là hiệu trưởng ta? Học sinh nghiêm.
Ủa, cô Hiền, cô có chuyện muốn nói với lớp hả? À, dạ. Cảm ơn cô. Ủa, Quý. Dạ, cô Hiền. À, Quý nè. Dạ. À, sao cô không thấy Mẫn đâu hết vậy em? À, hồi nãy bạn thân em á, gần cuối giờ nó bị đau bụng nên xuống phòng y tế rồi cô. Ôi, vậy hả? Dạ. À, cảm ơn em. Dạ, em đi nha cô. À. Mẫn à, tại sao em lại tránh mặt cô vậy Mẫn? Em có biết là cô lo cho em lắm không? Em là một học sinh mà cô rất là quý, cho nên là cô luôn mong muốn em phải cố gắng học tập thì là tốt, thi đậu vô đại học là cô sẽ vui lắm. À, mà còn nữa, cô muốn Mẫn của cô á là lúc nào cũng sẽ vui vẻ giống như lúc trước vậy đó. À mà cũng đừng có vui quá rồi lại đi đánh bạn bè nha Mẫn. Bữa nay nó không vui nó cũng đánh em rồi cô. Vũ, sao Mẫn đánh em? Em có làm gì nó đâu, nó nằm đây ông vô ghẹ chút xíu rồi vậy mà đánh em vậy rồi cô. Vì Mẫn không có tới lớp mà Mẫn không muốn tránh mặt cô nữa cho nên cô mới nhờ tụi em tìm Mẫn giúp cô á. Ủa sao Mẫn lại tránh mặt cô ạ? Sao vậy cô? À, chắc là do Mẫn không muốn gặp mặt cô. Ủa sao Mẫn lại không muốn gặp mặt cô vậy? Là tại vì Mẫn muốn tránh mặt cô á. Sao Mẫn tránh mặt cô vậy? Mà sao lại lung tung vậy? Cho nên tụi em cố gắng giúp cô nha. Không có gì thì báo cô biết ha. Không được đâu cô ơi, cô tìm không xong huống chi bọn em làm sao tìm được Mẫn. Này khó lắm cô ơi. Tụi em cố gắng giúp cô nha. Rồi cuối tuần này cô sẽ dắt tụi em đi ăn pizza với lại gà rán ha. Hay á cô. Này tuyệt vời. Cuối tuần sẽ đi ăn pizza gà rán. Rồi cố gắng hết chứ. Đúng rồi, tụi em sẽ cố gắng tìm Mẫn. Hả? Cuối tuần này em muốn ở nhà. Thôi mà cuối tuần ông ở nhà cũng được. Còn bây giờ mình cứ đi tìm đâu sao đâu. Ông ở nhà có lý đó. Tại vì sao ông ở nhà, ông có thể gặp được Mẫn. Với lại dù gì ông cũng là anh ruột của Mẫn mà. Mà Mẫn là bạn thân của tôi nữa. Bởi vậy tôi sẽ đi tìm Mẫn. Dạ em đi tìm Mẫn thôi. Dạ. Vậy quyết định là cuối tuần hai em đi ăn với cô. Còn Minh ở nhà nha. Alo Hải Cẩu nghe cánh cục ơi. Cá mập đâu? Cá mập ngoài biển chứ đâu. Đi. Không, cá mập Đức Mẫn hả? Chưa tìm thấy bạn. Trời ơi, gì kỳ vậy? Ôi, hả? Ê, tôi có cách này này. Cách gì? Để tại sao mà mình không gọi điện trực tiếp cho nó ta? Ừ, thông minh ta. Sao mình không gọi liền đi? Trời ơi. Alo, cánh cục ơi. Tôi đang gọi điện cho ông ấy. Tốn tiền lắm ấy. Ông rảnh quá ha. Trời đất ơi. Ê, hả? Tôi có ý kiến. Ý kiến gì? Bây giờ mình gọi điện cho ông Mẫn, mình nói là mình lấy đồ của nó, xong mình làm hư. Mà ông nghĩ đi, với tính thằng Mẫn mà đồ nó mà hư nó sẽ xuất hiện ngay, nó sẽ đánh anh em mình. Trời ơi, bạn thân tôi mà ông hiểu hay quá. Đó, sáng kiến, thông minh lắm. Đúng. Làm liền đi. Ông gọi đi. Ê, hồi nào giờ ông chịu đòn giỏi hơn tôi. Gọi đi. Alo bạn thân, Phú Ý nè. Vậy? Cái chuyện mà hôm bữa cái đôi giày bạn khoe với mình á, cái đôi giày mà bạn thích nhất á. Trên mượn hả? Đừng có mơ. À không, hôm bữa mình có qua nhà bạn chơi và mình mượn đôi giày của bạn mà mình quên nói. Mà cái vấn đề quan trọng á là đôi giày á nó bị bung mỏ, nó rách to lắm. Cái thằng này muốn chết hả? Đang ở đâu đó? Đang ở đâu hả? Hành lang 2, khóa 11. Sao rồi? Không ấy, bạn ở lại, bạn bắt cá mập đi. Mình sợ cá mập cắn lắm.
anh khỏe nha. Ê, khoan đã. Hả? Khủng quá, đi đâu mà đi? Không lẽ ông không muốn cô dẫn đi ăn hay sao? Đồ ăn ngon lắm nha. Đúng rồi, thà mình để cái bập cắn nhưng mà bù lại mình có pizza mình cắn. Thì đó. Nếu mà nó quýnh dữ quá mình xin thêm một chầu trà sữa của cô nữa. Chơi luôn, chơi luôn. Gọi đi, gọi đi, gọi cô đi. Bố hả? Con sắp tìm được Mẫn rồi. Gọi bố chị bà. Quên, quên, ra, con xin lỗi bố, chào bố. Ok, quên. Gọi cô Diệu Hiền, gọi cô Diệu Hiền. Cô Diệu Hiền, cô Diệu Hiền, rồi. Cô Hiền hả? Em Long này cô. Tụi em tìm được thằng Mẫn rồi. Bắt được cái mắm. Cô lên lại đi cô. Ngon quá ha. Cái mập tới, cái mập tới kìa. Biết mình có tội đứng đây chờ sẵn đúng không? Hai đứa, chạy theo bắt bắn lại giùm cô. Nhanh lên. Má. Hai đứa, cái mặt này coi. Em được cái mặt này coi không rồi. Cô, em bắt được cái mặt rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Giữ bắn lại giùm cô, cảm ơn mấy em. Cô ơi, em được cái bọc cắn rồi cô ơi. Cô ơi, em không ăn pizza đâu cô ơi. Thở sáng sáng rồi. Rồi. Ai, 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 ui, ai, ai à. Nó chạy rồi hả cô?